Anh Long, em đóng cửa lại liền đi. Chuyện gì vậy anh? Đưa đây, đưa đây. Ngồi xuống đây. Chuyện gì vậy? Anh có chuyện quan trọng nói với em. Bộ quan trọng lắm hả? Ừ, quan trọng lắm. Thì là cái chuyện anh thích anh thích gì? Anh thích chị em. À, em biết ngay mà. Biết là anh thích chị ba em mà. Anh thấy chị của em dễ thương mà. Em nói thật anh nghe nha. Nhìn chị ba em vậy thôi, rất là dữ luôn, nhưng mà lại hiền khô à. À vậy hả? Nhưng mà cái chuyện này á, anh nói cho em nghe á, em đừng có kể ai biết hết nha. Tại vì á hả, dù sao á, anh với lại Thủy cũng có chút hiểu lầm. Ủa, hiểu lầm gì vậy anh? Anh kể cho em nghe đi, em giải thích cho chị ba em cho. À, em không cần giải thích đâu. Tại vì nói chung là cái chuyện này nó dài dòng lắm. Nhưng mà vấn đề quan trọng ở đây á là Thủy hình như là có người yêu rồi đúng không? Nhưng mà em có biết người đó là ai không? Có nghe chị kể nhưng mà em cũng không biết nữa. Ờ vậy hả? Đó, cái vấn đề nằm ở đây nè. Nghĩa là hả, Thủy á đã có người yêu rồi mà anh á lại thích Thủy, cho nên á cái vấn đề này anh không có muốn để ai biết hết á. À, em cũng không được nói với Thủy nghe nha. Rồi, em hứa thì em chắc chắn là sẽ giúp cho anh, tại vì anh nè nhiệt tình, dễ thương, lại tốt nữa, mà em thì rất là thích anh. Hả? Em thích anh hả? Ừ, em thích anh mà. Thiệt không? Chứ em nói dốc anh chi? Em hứa là em giúp đỡ anh mà. Nhưng mà em tuyệt đối á không được nói với Thủy biết á là anh đang thích Thủy nha. Tại vì anh với Thủy á, nói chung á là Thủy có ấn tượng không tốt về anh. Cho nên nếu mà em nói ra điều đó thì như nước tràn ly, em hiểu không? Thủy sẽ càng ghét anh hơn. Em hiểu sơ sơ rồi đó. Với là anh nói nè. Vụ gì anh? Thì anh nghĩ là anh đối tốt với em như vậy nè, rồi Thủy sẽ cảm động điều đó. Từ từ Thủy sẽ nhận ra anh là người tốt. À, cho nên là anh em mình cứ thân mật với nhau nha. Rồi, em chắc chắn với anh, em sẽ hứa là sẽ giúp anh. Tuyệt đối là em luôn luôn nói tốt với anh, chịu chưa? Và đặc biệt là không được nói với Thủy biết là anh thích Thủy, nhớ đấy nha. Em hứa với anh rồi. Em có đói bụng không? Cũng hơi hơi đói đói. Hay là mình kiếm gì ăn hay đi ăn chè đi? Ăn chè. Em đi vô thay đồ đi. Dạ anh đợi em tí xíu nha. Anh đợi em tí nha. Con trai 18 mới lớn á, cởi đồ ra chắc cơ bắp cuồn cuộn 6 múi. Thích quá. Ước gì á. Anh Long, anh làm gì anh đứng cười mình vậy? Thì anh nhớ tới cái nụ cười của Thủy á. Dễ thương gì đâu á. Vậy ha. Sao mà dối lòng dữ vậy trời. Anh cũng là người si tình quá ha anh ha. Ừ, anh là người si tình nhất quả đất này mà. Giờ anh mới biết á. Thôi, mình đi ăn đi em. Đi, đi. Em lấy cái điện thoại nè. Ủa chị, có chị về sớm vậy? Chào Thủy. Có khách hả? Dạ, Long lên chơi với em.
Coi bộ anh dạo này ăn ở không quá à. Thì anh Long lên tâm sự với em tí xíu mà. Tâm sự gì? Thì anh lên chơi với em thôi. Sao đi nha? Hả, đi đâu? Đi. Bữa nay chị mua đồ ăn về nè. Hôm nay chị nấu đồ ăn hả? Ừ. Vậy là anh Long ở đây ăn với em nha. Nay có một bữa no say luôn nha. Thiệt hả? Được ở lại ăn hả? Nha chị, mời anh Long ở lại ăn nha. Về sớm dữ vậy ta? Chị của em nấu cơm ngon ha. Chị của em đảm đang quá ha. Rồi, cả nhà ăn cơm đi. Ăn đi. Ai là cả nhà với anh? Thì nghe bé Dương nói vậy thì tôi nói theo thôi. Thôi ăn cơm đi, em đói quá trời rồi nè. Ăn đi. Ai nói vậy trời? Trời đánh chánh vừa ăn chứ trời không ăn được miếng nào hết nè. Đi đi, hai người đi đi. Cầm hai chén cơm đi, đi. Cô ra cùng mở cửa đi. Nè, biết gì chưa? Con chào cô Mười. Ủa bữa nay đi làm về sớm vậy con? Dạ, bữa nay con được nghỉ sớm. Rồi ông Phượng đâu rồi? Phượng chưa có về. Cô Mười kiếm Phượng con chi không? Có gì đâu. Chẳng qua tao đi ngang vậy mà đi tới lui kiểm tra thấy bay về sớm mà tao ghé vô hỏi thăm. Dạ. Cha, ăn cơm ngon quá bay. Dạ con đang ăn cơm. Cô Mười ngồi xuống ăn chung với con. Cô Mười thôi được rồi, được rồi, để nhìn coi. Chá đùi gà rồi ha, cá rồi ha, bầu rồi canh rồi đầy đủ rồi bay. Ăn có một mình mà ăn nhiều dữ vậy? Dạ. Ha, tại sao trong nhà này ha, con gái không mà tại sao có đôi giày đàn ông là sao? Nói dạ... mau. Dạ. Nói mau. Cô Thủy, cảm ơn cô Thủy nhiều nha. Nhờ cô Thủy mà tôi thoát nạn á. Không có gì. Cô Mười ngồi ở đây nữa hả? Ủa, rồi sao tự nhiên mày ở đâu trong đó mày phốc ra vậy? Hồi nãy con đi lên đây tình cờ đi ngang qua nè. Tự nhiên á, bụng con nó đau kinh khủng luôn. Bị tao tháo ruột hay sao á. Cũng may là cô Thủy đi làm về. Thế là con vô con đi ké. Chứ không á là giờ con tiêu rồi. Đâu có gì đâu, hàng sớm không à. Cảm ơn nhiều nha. Cô Mười cầm dép, cầm giày con cô Mười. Thấy đôi giày hiệu đẹp quá đúng không? Giày con mới mua á. Của mày hả? Dạ, của con ấy, của ai? Mang vô đi. Dạ. Thôi, tôi cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn cô nhiều lắm. Đi cẩn thận. Thôi tôi về nha. Còn cô Mười sao? Ở đây là ăn cơm với Thủy hả? Trời ơi, tao ở đây ăn cơm làm gì? Thôi tao đi về luôn. Thôi đi về với con. Dạ. Cô Mười đi. Đi con Mười, đi từ từ thôi. Khoan, đứng lại. Cho tao hỏi chuyện chút. Sao Mười? Mày đừng có nói với tao mày có làm cái gì trong phòng đó nha. Làm gì vậy, làm gì Mười? Sao lần nào tao lên đây tao cũng thấy cái mặt mày ở đây vậy? Thì Mười cũng biết rồi. Cuộc sống luôn có những điều trùng hợp mà Mười. Thì con tình cờ đi ngang qua đây cũng nhờ em Thủy ra mở cửa cho con đi toilet nhờ á, chứ không bị tao tháo rượt rồi. Tự nhiên mày đi trên đây làm gì? Để cho tao tháo rượt mà mày chui vô trong cái phòng đó mày đi. Con đi giao cà phê cho khách đó Mười. Nhìn cái mặt mày tao không tin một chút xíu nào. Trời ơi, cái mặt con như thiên thần nghe Mười không tin hả? Trời ơi, cái mặt như ông thần vậy đó mà ra thiên thần. Mười kỳ quá. Không có tin nổi rồi đó nghe mày. Con nói cho mày biết nè, con gái của tao á nó linh lắm nghe chưa. Mày đặt lạng quạng đi ha. Nó bóp họng bóp hầu cái hết nói luôn đó nha con. Con nói Mười nghe nè. Cái thứ nhất á là nãy Mười vô mà cũng thấy rồi đúng không? Không hề có cô Phượng ở trỏng. Thì con làm chuyện mày bại với ai? Cái thứ hai á là con cực kỳ sợ ma. Ê, mày nói con gái con tao là ma hả mày?
Thì người chết thì người ta gọi là thì gọi là người khúc một mặt khúc mày đúng không mày? Ừ, phải gọi là như vậy đó. Dạ, thì tính của con á thì cũng sợ mấy người khuất mặt khuất mày lắm, nên con không dám làm gì đâu mười. Thiệt không? Thiệt mà. Nhìn cái mặt mày gian quá, tao không tin nổi. Ôi, vậy mười không tin đúng không? Vậy con thề nha, con thề cho mười nghe nha. Thề đi, thề cho tao tin. Con thề á, nếu mà con làm gì mà bậy bạ với lại cô Phượng á thì hả con sẽ bị hả tuyệt giống tuyệt tôn luôn, không có con cháu gì hết á. Mười tin chưa? Cũng hơi hơi thôi, cái tao cũng không tin gì lắm đâu. Con thề rồi mà con gái của tao á, tao nói rồi đó nha, tao dặn dò nhiều lần lắm rồi đó, con của tao nó linh lắm, mày mà thề cái gì là nó chứng kiến hết những lời nói của mày đó, nghe không? Tám từ trên trời xuống dưới đất nè, gặp bà tám chung quán là biết tất nè, ai thương ai hay ai thường hay khóc nhè, tập hợp tại quán cà phê ngồi tám nhé. Trong một chung cư cấp 3, tôi tàn nằm bên cạnh khu chung cư Nguyên Nga. Ai dọn tới, ai dọn đi, ai đi đâu, ai làm gì, hỏi bà tám là biết hết như đã ghi trong nhật ký. Chuyện gì vậy? Bình tay lại đừng nghe điều tầm bậy, thị phi các kiểu dối trá đôi điều, hãy tự tin rằng em rất đáng yêu. Tin vào tình yêu sẽ có người đã xa đang hệ, dù vấp ngã hãy đứng lên và nói I'm ok. Đừng bỏ cuộc vậy như thế, chỉ vì miệng lên trần thế, hãy cứ sống và đôi đam mê sẽ có ngày vinh quang trên đường về. Nè, nè, biết.